Hello, xin chào cả nhà nha. Em quá chuyên gia bán đồ do giọng nội địa Nhật. Em gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, lâm ăn phát tài phát đạt ha. Con này là một con Psycho cổ ha, Psycho 5DX 25 nha. Ngoại hình thì thấy còn cũng còn đẹp ha. Da cái này thì em nghĩ là mới nè ha. Cái tay da này thì mới nè. Còn cái máy thì nó mới cũ đúng rồi nè. Chấm giờ đẹp ha. Con này đồ hơi cổ nên cái giá thành nó sẽ hơi mắc một chút. Con này em bán giá công khai là 1 triệu bạc á. 1 triệu đồng. 1 triệu đồng Việt Nam. Chưa bao gồm phí ship. Chạy chuẩn ok. Cũng nặng lắm. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào mà cảm thấy ưng ý, vừa lòng vừa giá thì liên hệ em ha. Em bán ba cặp, em bán máy các mặt hàng qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger. Qua số điện thoại duy nhất là 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em ha, đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.